Nếu mình nói là đi xem phim còn được tặng gà rán để ăn nữa thì mọi người có tin không? Nếu mà tin thì xem tiếp clip để mình chỉ cho mọi người cách lấy gà rán nha. Hello mọi người, mình là Bảo. Nay thì mình cùng mấy đứa bạn ế trong team dành ra một ngày để tự thưởng bản thân đi xem phim. Cuối tuần trong trung tâm thương mại đông thiệt. Nay thì tụi mình coi ở rạp CGV trong Gigamon á. Bình thường á đám tụi tôi ế bận gì bận nhưng mà vẫn dành ra 2 ngày để đi xem phim. Nay thì tụi mình đi gặp cái nhân vật này nè mọi người. Mỗi lần đi xem phim á tôi thích mấy cái bình này lắm. Nhìn cứ bị dễ thương ấy. Đi coi phim không á thì nó buồn miệng nên là phải mua thêm combo bắp nước nữa. Mà đợt này bên CGV chơi lớn. Từ 22 đến 27 tháng 10 khi mà đi nhóm bạn từ 3 người, gọi combo 2 nước 1 bắp sẽ được tặng thêm 3 cái voucher ăn gà rán. Ê tính ra CGV tinh tế nha, kiểu như xem phim xong đói bụng á là mình đi ăn gà rán được luôn. Nay vô rạp sớm cho nên tranh thủ check-in xíu. Nói thiệt chứ mua đồ ăn vô nhiều khi chưa hết bộ phim mới là hết đồ ăn rồi mọi người. Coi phim xong gần 2 tiếng đồng hồ bụng đứa nào cũng đói meo. Sẵn tiện có 3 cái voucher đi ăn gà luôn cho nó nóng. Với 3 cái phiếu trên tay thì tụi tôi đổi được 3 miếng gà. Trời ơi tính ra hời ghế mọi người. Ăn gà rán có tay sát chicken á mình sẽ được review nước miễn phí, thích chỗ này nè. Theo như tôi đánh giá là gà bên đây tôi dù là chiên nhưng mà bên ngoài giòn, bên trong á là miếng gà vẫn mọng nước nha mọi người. Ở đây có bạn nào thích ăn da gà giống như tôi không? Nếu mà có thì lên mua vé xem phim đi rồi được tặng vé ăn gà miễn phí ha. Lấy 3 miếng gà không thì nó cũng kỳ nên tôi gọi thêm một nước với cái bánh quy bơ. Theo đúng cách ăn của phong cách Texas á là mình sẽ ăn bánh quy bơ này chung với gà rán nha. Chốt lại một câu cuối cùng, gọi chính quyền xuống thì ngon quá rồi.